Hình ảnh của quý vị và các bạn đang xem đó là Sư Minh Đạo. Ngày hôm nay đã xuất hiện tại tu viện Minh Đạo. Thì hôm nay quý Phật tử đã được chân trào nỗi yêu thương đã dành cho Sư Minh Đạo. Rất là lâu hôm nay được gặp Sư Minh Đạo rồi. Thì rất là đông khán giả và Phật tử đã đến tu viện Minh Đạo sáng hôm nay. Thì hình ảnh của quý vị đang xem thì đã thấy là Sư Minh Đạo đã xúc động. Thì ngày hôm nay điều đặc biệt nhất đó là Sư Minh Đạo đã khoác một chiếc y phấn tảo giống như là Sư Minh Tuệ. Trời ơi, chị từ đâu đến đây? An Giang hả? Chị lên đây với ai? Trung hả? Chị bị như thế này là bị như thế nào nhá? Bệnh gì đây? Chúng ta hoan hỷ ở bên sau mình. Từ từ mình đi lắm, mình có chen lắm ở trên đây các cụ già rất là nhiều. Nhưng mà tội nghiệp quá ha. Nguy hiểm, quý vị hoan hỷ vô mà. Bị từ nhỏ chưa hả? 2 tuổi. Bị chị bây giờ chị có khó chịu gì không? Chung có khi khó chịu. Có ngứa ngáy gì trong người không? Ít không ngứa. Khó chịu là khó cử động rồi này kia thôi ha. Dạ, uống có được không? Ăn uống có được không? Ăn thì ít chén mà. Dạ rồi, được rồi. Bà đứng đây chị nhiêu tuổi rồi? Bà đứng đây đi, bà đứng đây. Chị bao nhiêu tuổi rồi? 52. 52 hả? Đây nè. Tay của chị nè. Mình nói đi. Đây là một nhóm mặc đồ vàng rất là đẹp nè. Chào chị. Mấy chị từ đâu tới đây ạ? Trời ơi, bên mình nhóm mình có một cái bộ đồ vàng rất là đẹp luôn nè. Chị mình từ đâu đến đây chị? Dạ Sài Gòn ha. Dạ, bên mình là nhóm gì hả chị ha? Hoa từ bi hả? Nhìn màu vàng là biết từ bi rồi, quá đẹp luôn. Quá đẹp, quá đẹp. Đây. Rồi, đây anh với là Phật. Nhóm màu vàng rất đẹp. Chị đến đây với ai? Nhiều không? Đi nhiều lắm, đông. Đông nữa hả? Còn một xe ô tô nữa chưa tới. Chị cho em hỏi hôm nay là chị có đoán được thầy Minh Đạo sẽ xuất hiện không? Thì thấy mọi người nói là thầy hôm nay sẽ xuất hiện. Về giảng pháp đấy. Nhưng mà không biết là thầy có về không? Chắc chắn là có. Nói là sáng nay thầy về giảng pháp mà. Dạ. Vâng. Rồi cảm ơn chị nha. Vâng. Chị rất là đẹp ha. Mặc đồ y phấn tảo rất đẹp. Sự quá tải ở sân khấu chính rất là mong quý vị chúng ta hoan hỷ. Trời ơi, y phấn tảo kìa, mặc áo dài y phấn tảo này đẹp quá, đẹp luôn.